Trước mùa giải mới, Chris Smalling, lá chắn thép của hàng phòng ngự AS Roma, đã có buổi trò chuyện với tờ La Gazzetta dello Sport, chia sẻ về tham vọng cá nhân và đội bóng của anh ấy cho chiến dịch mùa giải mới. Chris Smalling nói, Mourinho vẫn là chính mình và ông ấy sẽ tiếp tục là chính mình trong 5 đến 10 năm nữa. Jose sở hữu DNA chiến thắng, vẫn là ông ấy thoải mái, vui cười vào thời gian nghỉ và cũng là ông ấy tập trung cao độ khi tập luyện hoặc thi đấu. Mourinho mãi mãi là Mourinho về mặt tính cách. Hy vọng duy nhất của tôi cho năm nay là thi đấu tốt hơn mùa giải trước. Mùa trước chúng tôi đã lọt vào trận chung kết châu Âu. Vì vậy, nếu chúng tôi muốn làm tốt hơn thì điều đó có nghĩa là chúng tôi phải giành được một danh hiệu trong năm nay và lọt vào top 4 của giải đấu. Trận chung kết Europa League ở Budapest là thất bại rất đau đớn. Chúng tôi đã tự tin, mặc dù biết rằng chúng tôi đang thi đấu với một đội bóng lớn. Nhưng cảm giác rất tích cực, đặc biệt là sau hiệp một lấn lướt. Rồi những quả phạt đền, bạn biết đấy, tự chúng làm nên lịch sử. Năm nay chúng ta phải làm mọi cách để xóa đi nỗi cay đắng đó. Về trọng tài Anthony Taylor, thật khó để nói điều gì sẽ xảy ra nếu những quyết định của trọng tài khác đi. Những trận đấu thế này thường không tránh khỏi những tình tiết nhạy cảm không theo cách chúng ta mong muốn. Đó là cách mọi chuyện đã diễn ra. Tốt hơn hết, chúng tôi nên tập trung vào bản thân và xem nên cải thiện ở đâu. Sự xuất hiện của những cầu thủ mới có thể rất quan trọng đối với chúng tôi. Endika, Ao và Christensen, rất vui khi họ ở đây với chúng tôi. Họ dường như đã cảm thấy thoải mái với những người còn lại trong đội và chúng tôi ở đây, tại Bồ Đào Nha, cũng để hiểu nhau hơn. Tôi ý thức được vai trò của mình trong và ngoài sân cỏ, cũng nhờ kinh nghiệm mà tôi có được. Tôi thích áp lực này, tôi muốn trở thành tấm gương cho các đồng đội của mình, bên cạnh những thủ lĩnh khác nữa. Thỏa thuận mới của tôi với Roma. Tôi rất rõ ràng về mong muốn ở lại Roma, nơi tôi luôn có khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện với Mourinho, Pinto và các ông chủ. Tôi lắng nghe tham vọng và mục tiêu của họ và tôi không ngần ngại. Thêm vào đó là sự ủng hộ đáng kinh ngạc từ người hâm mộ. Roma đã không chơi ở Champions League hơn 5 năm rồi. Đó là khoảng thời gian quá dài đối với một câu lạc bộ như Roma. Điều này cũng sẽ cho chúng ta động lực cần thiết để đạt được sự nhất quán cao hơn. Chúng tôi không vui khi xếp sau Lazio và họ đang chơi ở Champions League còn chúng tôi thì không. Nhưng tôi chắc chắn rằng điều này sẽ cho chúng tôi động lực đúng đắn để quay trở lại. Bản hợp đồng mới Evan Endika là một cầu thủ có thể lực tuyệt vời và điều này đã khiến anh gây ấn tượng tốt với Mourinho. Endika là một fan của Dybala. Chia sẻ cảm nghĩ của Endika về Dybala. Dybala ngoài việc là một cầu thủ bóng đá vĩ đại, Dybala còn là một người xuất sắc. Chúng tôi cũng đã trò chuyện xã giao và từ những gì tôi quan sát thấy, anh ấy thực sự có kỹ thuật ấn tượng. Quả thực là một cầu thủ tuyệt vời. Nerdika hết hợp đồng với Eintracht Frankfurt vào ngày 30 tháng 6 tới và từ lâu anh xác nhận muốn chuyển đến môi trường mới. Dự án mà Mourinho triển khai ở Roma hoàn toàn thuyết phục được Nerdika. Anh tự tin chiếm một vị trí quan trọng và cạnh tranh chỗ đứng trong đội tuyển Pháp dự Euro 2024. Nỗi thất vọng thua trận chung kết Europa League nhanh chóng được AS Roma đẩy lùi bằng dự án bóng đá mới nhiều tham vọng.